bấm đăng ký kênh và ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một món tiết canh đặc biệt nha các bạn. Đấy. Siêu đông luôn nhá. Các bạn đón xem nhá. Ông Trường đẳng làm tiết cấp canh luôn nha này. Các bạn đây. Mà đéo biết mấy tiết mấy nước rồi đây này. Quên mất rồi. Được rồi. Cái thiết bị cũng phải nhiều ấy mới đâu. Nhiều nước mới đâu. Ui giời ơi. Ngắn vào cái này. Cái tiền thì tao không phải ra nữa. Đổ vào nồi cháo. Hai cái này có tiền luôn này. Luôn này. Rồi trời. Đẹp tiết. Bỏ đụng nữa. Đụng. Ơi nhà tìm nào cái tìm không? Sao tìm cả 88 này. Ôi giời ơi tiết canh ngan này. Con vịt của em to như con ngỗng này. Ý, một con vịt mà được 3 đĩa tiết canh. Thần thánh. Đấy. Ba vẫn chứ nhỉ? Đấy, còn chanh đây. Tiết canh đây, 3 đĩa thôi. Mấy em nhá. Một con vịt mà đánh được 3 đĩa kinh chưa? 3 đĩa to đấy nhỉ? Ừ, con vịt quê mình to như con ngỗng á. Con vịt 8 cân cơ mà. Kinh chưa? Không biết, ở dưới nó không biết làm, trên đây toàn thở không. Thôi. Đấy. Ừ, toàn là dân nhậu thôi. À, nó là cao thủ nhá. Toàn là dân nát thôi. Nát không bình thường mà là nhát biết các bạn ạ. Đây là thịt heo mà gọi à quên, vịt mọi. Thả vịt đáo chứ, đây là vịt đáo. Đây là chị còi, đấy, siêng nhất nhà đấy, đó. Ui trời, cái đùi, tí để cho hắn cái đùi. Ui trời. Gắp cái phao câu, làm cái phao câu là nhất phao câu nhì cổ cánh, đấy. Tí đang ai uống 3 chén cho ấy hả? Tí là lên chi đi luôn. Cái đồ là phải đấu giá nha. Nát quá rồi, cái gì vậy? Cái đó là luộc hai lần thôi. Quá rồi. Ui đùi này. Cầm cái kháo mấy ăn đi. Đây, Trường Hụt đang chặt vịt đây. Cái đấy mà cho con ụt một miếng nhờ, làm miếng coi ụt. Ôi, kiệt đấy. Để cho một cú nữa không? Để cho nó một cái. Nóng à? Về nhậu online hả? Đúng là dân có kinh nhỉ. Coi thấy không? Lâu ơi, nhiều. Vậy xong mẹ. Ăn cơm rồi, nói là mà ăn cơm mất rồi. Đi ngồi chia đũa chia bát rồi. Cơ tư con làm đũa cái phao này đạt đó. Rồi tắt rồi. Này, 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 sinh nhật của Trường Dông Su nha. Cảm ơn anh em đã góp 4 con vịt. Có màu. Chén thôi. Ủa chờ ái hả? Thôi ăn thôi, chờ chiếc đi. Không ăn thì thôi đúng không? Đúng rồi. Phải nhiều tiết này. Ừ. Đây. Quý ơi. Chúc mừng sinh nhật này. Ok. Trường Dông Su nhá. Ok, cảm ơn nhá. May mắn kiếm nhiều tiền nha. Mua tiền canh nhá. Ok. Đấy. Đánh võng thế nhỉ? Có gì? Có cửa mình có nhà. Ăn cơm này cháu ơi. Ăn hết cơm.
cửa. Ba kích. Ủa ai ơi, luộn được các cánh nhá. Ăn đi. Anh em thông cảm nha, mấy ái làm giận về rồi. Ăn đi, may không? Chú ăn, chú ăn. Chú ăn. Chú ăn, chú ăn. Cắt cơn. Đấy. Bây giờ đéo thấy thấy máu mình thì cứ run run này. Không phải trời đang mất phần run. Cứ thấy ngon mà bà nhá. Ăn đi. Qua cái cầu Hà Tịnh Nghệ An, cách cầu bến thủy nỏ can chi cả. Trước chơi với đội nghĩa đàn ở dưới này, bọn hay nói câu không nguyên án Hà Tịnh được nhiều bài hát hay. Nhiều bài hát hay. Mình thích hát nhạc đồng chung nha. Mình đang thích hát nhạc đồng chung. Không hay mà. Không hay mà. Giai điệu nó hay đúng không? Nó mộc mạc. Được nói cái bài Tôi yêu Thanh Hóa đi mấy. Ừ, không hay. Tôi xin ra bên mà nó đáp đần đần. Bên rapper. Anh đã được thủ tướng như thế này. Còn trong đây nhiều bài hay chứ. Có miền Trung nhiều bài hay hơn. Nghĩa là có sống nước thì đã sai tác. Hay nhiều. Nghĩa là nhiều. Ôi Huế mộng mớ. Quay tí là gửi cho bạn Thỏa. Huế cái bài bây giờ. Huế thì nhiều. Một 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 đây. Thế thì nhiều à? Bình thường mấy em nhậu ít điều anh ngại một trái không uống, với lại bình thường lắm. Bữa em thấy anh không hay uống rượu, bữa em ngại gọi, em ngại. Mấy em có ngoài chân mà như nào? Nó còn như gọi lo lắm anh, gọi không? Thế này gần sáng uống, uống, ngoài mình uống không được bao nhiêu uống vào. Bữa em có đâu uống rồi? Đâu rồi? Em cũng đây là tại kết là bốc bát họa nha. Đúng rồi đấy. Mày em nha. Anh em có nhu cầu thì tới liên hệ với kết nha. Ngon lắm. Nếu mà muốn đánh tiết canh liên hệ anh. Muốn đánh tiết canh thì liên hệ Vanh. Đấy. Anh sẽ hám tiết cho các chú đánh. Trời ơi. Cái thằng. Ok ok. Em mà biết lúc đi làm không uống mà lúc phang đi em mau uống phang đi mày em nha đây cạnh đồng như thạch đi. Ui trời phải sâu lạt luôn đấy chứ alo. Ôi giời ơi cắt cơn cắt cơn cắt cơn sơn sơn cắt cơn cắt cơn. Ôi cầm máy điện thoại còn phải ăn nữa chứ. Cô mẹ tắm rửa xong 2 giờ là phải đi rồi. Đi đâu? Cô 1 giờ đi. Đi đâu? Đi lấy đang cây. À, ô bận lắm, bận lắm, bận lắm. Làm mấy cái đó thì làm rồi, lúc không có thời gian mà. Không làm mấy cái đó thì thôi thôi. Mệt 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 lắm. Bận bận. Thì thế, đó mình nó cắt bên ngủ mày. Ai cho tên này? Ăn ăn cơm phải uống hả? Không, ăn cơm không uống. Thì có lúc nào thì dù có khách đến bạn bè. Ôi trời ơi, rượu, rượu. Ôi trời. Dốc nặng bớt e nhờ. Đó thì nó đó. Biết làm sao được.
thấm thấm nha. Ôi trời, nay sinh nhật ăn lớn thật đấy nghe. Ta lại mó thôi nhờ. Ôi trời, ôi trời, ôi trời. Đây, nhất đâu nhìn đầu cái khác uống ai cái này. Đây. Ly nhiều thịt lắm. À, đây. Ừ, quay cái này. Ờ, nước uống luôn đi. Ừ, ai ăn đây nhá. Kì, ai uống được uống, không biết gì đâu. Ai uống bởi nhiều uống. Nước cây thì nhớ ăn được đảo. Ôi, chú ăn sao cái đi nhá. À, chả, rượu đá nhá. Ôi, trời. Ăn uống bên đấy, ăn hết. Quả chưa lắm, quả đây không quả. Thế này ăn thì ngon này. Gì đó? Ướt á? Quả chanh. À, quả chanh này. Chanh chấm muối. Quả chanh nó ăn. Ngon. Chanh chấm muối ăn ngon. Ừ, chứ anh đừng ăn thịt, ăn chanh đi anh. Ừ, được. Cắn mà chảy nước ra nhỉ? Chảy những méng hả? Chảy nước ra. Có phải là không có học sinh mà. Thôi bye bye, tạm biệt anh em nha. Xem đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mình thèm lắm rồi. Không quay được nữa.